Ừ. Chồng làm việc nhiều. Chồng ơi. Ơi. Block, block, block đi. Block. Block ai? Angun block. Một mọi người trong mọi người một một tháng gấp bao nhiêu? Này, cho mọi người cùng xem. Cùng xem. Không phải nói mọi người. Trong mọi người nhiều tiền. Chồng Vi có cái nịt, hiểu không? Chồng Vi có nhiều tiền. Tại sao mọi người nhiều hạ hai tí một tí? Vợ kết hôn chồng mọi người nhé. Nhé, vợ kết hôn chồng mọi người. Chín chín trăm chín 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 trăm triệu. Hả? 900.000. Không. Triệu. 900 triệu. Ừ. Khó này mừng. Cảm ơn mọi người. Anh em ơi, bấm tay giỏ hàng nhé mọi người. Anh chị em ơi, mua son về anh em ơi. Chồng ơi. Ơi. Mọi người có comment này. Có comment. Có comment không? Không only này, money chồng, money vợ nhiều. Nhiều. Money vợ nhiều à? Thì vợ gift chồng nhỉ? Money chồng, money vợ nhiều. Money chồng nhiều này, chồng làm việc này. Một tháng chồng có 100 triệu. Gíp nhiều vợ hết. Này vợ ơi. Dạ. Này ô tô ăn gì? Ô tô ăn gì? Không có ô tô. Ô tô không ăn à? Có ăn. Ở đâu? Ở có nước. Nước. Nước xe à? Máy vợ hôm qua ăn nước à? Có. Nè, chồng. Chồng ơi, mất triệu. Ê, mất 100 triệu. Chồng mất tháng mất 100 triệu. Give vợ nè. Mất 100 triệu. Thôi bây giờ bà cứ khoán mỗi tháng này. Thôi đưa cho bà 100 triệu còn thừa đâu tôi lấy cái cho nó nhanh. Nè, chồng mất 100 triệu. Chồng give vợ 90 triệu. Được. Ừ. Hợp lý. Chồng có 100 triệu. Làm gì có 100 triệu. Mọi người nói. Nè. 99 triệu. Mọi người không Vi nói. Mọi người nói. Tại sao Vi? Vi nói cái gì? Không, mọi người. Này. Một tháng. Thế? Một tháng hiểu không? Một tháng. Chồng gíp vợ 30 triệu. Bố mẹ. Không, Vi 20 triệu. Vợ 20 triệu à? Hai mấy triệu vợ, hai mấy triệu tiết kiệm, hiểu không? Sao đưa tiền cho bà tiết kiệm này,
luôn đi. Đừng không. Ok, 20 triệu đưa cho vợ. 20 triệu bố mẹ. 20 triệu tiết kiệm. Còn lại là của chồng. Đúng rồi đấy, phải tin. Cái gì? Đúng. Không. Lại không. Này, có khi mai tôi phải làm hợp đồng với bà thôi, chứ bà thay đổi niên xung tục thế này mệt lắm. Nghe không?